Vườn Đạt Nhung xin chào toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc. Hôm nay thì em trực tiếp quay cho các bác là hạt giống cây lâm nghiệp. Ở đây là cây keo tay tượng và một gói này là đóng 1 kg ạ. Hạt giống này thì rất là hay, đó là cái cách xử lý hạt giống là chúng ta phải ngâm nước sôi. Đấy, hôm trước có một số bác hỏi bảo em là em ơi ngâm hạt thế nào? Em bảo là anh cứ đổ vào nước sôi anh ngâm cho em, nước sôi 100 độ anh ngâm cho em. Bảo cô đùa anh à, hạt đổ vào nước sôi thì làm sao mà lên mầm được. Với lại tư vấn thì tư vấn cho nó chuẩn vào chứ. Nhưng mà thực ra từ trước em toàn tư vấn chuẩn đấy, nhưng mà em vui tính nên mọi người tưởng em đùa ấy. Nhưng thực tế là mọi người phải ngâm hạt trong nước sôi là 100 độ và để nguội dần thời gian từ 20 đến 24 giờ. Đấy, tức là mình đun nước sôi xong hạ xuống bếp thì mình đổ hạt giống vào và mình khuấy đều lên, chứ không phải là mình để nước nguội dần rồi mình mới đổ hạt vào đâu ạ. Thì cái hạt giống cây lâm nghiệp này đặc thù của nó như thế vì cái cấu tạo của vỏ hạt và qua nhiều lần thử nghiệm cũng như là kinh nghiệm nên là nhiệt độ mà nước sau mỗi lần ngâm càng cao thì tỷ lệ nảy mầm càng đạt, nên là nước ở nhiệt độ tối đa là 100 độ C đã làm cho hạt của em là nảy mầm ở cái điều kiện đó là nảy mầm tốt nhất. Thế nên là các bác ngâm hạt giống thì cứ ngâm như thế nhá. Nếu mà trong trường hợp mà nó không lên thì em đền luôn, em đền lại tiền hoặc em đền lại hạt cho các bác. Nhưng mà thực ra là em chưa có cơ hội được đền hàng hóa cho bác nào bao giờ ấy. Hôm nay thì em có về tầm chục ký hạt keo tay tượng loại chuẩn. Thì các bác lấy thì inbox nhé. Hạt này hạt chuẩn 100% và nhà vườn em vẫn sử dụng để ươm cây con và cấp cho người dân hoặc là cho dự án. Thì mọi người rất là thích vì cây phát triển tốt, đồng đều, không bị sâu bệnh, không bị vàng lá. Hôm nay quay video trực tiếp cho mọi người xem và ai mua hàng thì inbox trực tiếp và em gửi bưu điện toàn quốc. Riêng hạt giống này thì nhà em thu COD nhé. Tức là các bác không phải đặt cọc gì hết. Thì cây giống thì phải đặt cọc, vì hạt giống nếu các bác mà quên mất là mình đặt hàng hoặc là các bác đổi ý không lấy á, cũng không sao đâu. Bởi vì nhiều khi trong cuộc sống mình có những cái kế hoạch nó thay đổi đột xuất chứ cũng không phải các bác cố ý. Thì em cũng hoàn toàn chấp nhận về việc là các bác có thể không nhận hàng, nhưng mà thường là em cũng không, các bác cũng đặt là nhận, bởi vì biết nhà vườn Đạt Nhung rồi thì chỉ cần biết là shop Đạt Nhung là mọi người nhận thôi chứ không lo, nên là mọi người không sợ bị nhận nhầm gói hàng ấy. Thế còn về cây giống thì các bác lưu ý là ở vườn cây của nhà em thì rất là rộng, lúc này trời đang tối rồi nhưng mà ngày nào cũng xuất các cái xe tải đứng đợi hàng ở ngoài rất là đông. Thì mọi người bốc hàng đi Đà Lạt các nơi, với lại gửi xe khách hoặc gửi bưu điện thì các bác hoàn toàn là phải đặt cọc hoặc là phải thanh toán đủ thì em mới xuất hàng. Bởi vì là nhớ các bác bom hàng chuyển đi chuyển về nó chết cây của em và lại mất cả tiền cước đi cước về, nó rất là nặng. Và kèm theo đó là bao nhiêu công của công nhân nhặt hàng, đóng hàng, gói hàng, kiểm tra hàng và tiền sọt, tiền bao bì, nói chung là đủ thứ tiền luôn. Chưa kể tiền đi gửi, tiền bến bãi, mưa nắng, gió trời suốt ngày. Nên là hàng cây giống thì lưu ý là phải đặt cọc giúp em nha các bác. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại ở những video khác ạ.